Hello các anh em, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chủ đề mà mình nghĩ rằng rất nhiều các anh em quan tâm. Mình cho rằng phải tầm từ 80 đến 85% mọi người đều thắc mắc về vấn đề này. Đó là một chai nước hoa có thể sử dụng được trong bao lâu? Hay nói một cách văn vở, một cách phông bạt, đó là dòng đời của em nó kéo dài được đến bao giờ? Thì trong cái video này, mình sẽ chia sẻ đến các anh em một vài thông tin và tất nhiên là dựa trên những cái mình đã trải nghiệm thực tế, mình đã trải qua rồi. Thì mình sẽ có một cái câu trả lời, đó là chai nước hoa có thể sử dụng trong bao lâu đó. Và nếu như các bạn lần đầu đến channel này của mình và xem video thì mình rất hy vọng mọi người có thể bấm like và subscribe để có thể ủng hộ mình, và mình sẽ chia sẻ được nhiều hơn những cái gì mình biết về thế giới mùi hương. Còn bây giờ các anh em ngồi thư giãn và xem video của mình nhá. Ok, lên đường. Ok các anh em, trước khi để trả lời câu hỏi chai nước hoa sử dụng trong bao lâu thì có một vài điều mình muốn các anh em cần nắm qua. Điều đầu tiên đó là tất cả, theo như mình đã biết, tất cả những cái sản phẩm mỹ phẩm, không riêng gì nước hoa, đều có in những cái biểu tượng thể hiện rằng trong bao lâu là sản phẩm này sử dụng được. Đó, thì thông thường mình thấy rất là phổ biến ở những cái hộp nước hoa, đó là một hình một cái hộp, đó đã mở nắp ra và in trên ở cái thành hộp đấy là 36M, 24M hoặc là 12M tùy từng chai. Thì cái biểu tượng đấy có ý nghĩa rằng period after open, có nghĩa rằng cái sản phẩm đấy sau khi đã mở nắp ra có thể sử dụng sản phẩm một cách ổn định trong khoảng thời gian in ở trên hộp hoặc là hơn đó nhá. Các anh em cần phải nghe rõ là có thể sử dụng ổn định trong khoảng thời gian ví dụ như 36M là 36 tháng đó, thì sẽ sử dụng ổn định trong 36 tháng hoặc là hơn, chứ không phải là hết 36 tháng là nó bay màu, không phải là như thế. Có nghĩa rằng người ta khuyến cáo, ví dụ một chai nước hoa mà người ta in 36M thì có nghĩa rằng người ta khuyến cáo rằng cái chai nước hoa đấy sử dụng ổn định trong khoảng thời gian 36 tháng, còn hoàn toàn có thể sử dụng được lâu hơn, chứ không phải là 36 tháng là nó bay màu, là nó về nó cắt cụ, thì là không phải đó. Thì theo như mình được biết, thông thường có 3 loại mà các nhà nước hoa thường hay in. Điều đầu tiên, chai đầu tiên, loại đầu tiên đó là giống như với các biểu tượng thông thường là 36M. Ví dụ đây là cái hộp của mình, là hộp Mancera C Trap Boys, các anh em có thấy không? Đó, 36M nhá, là 36 tháng. Ok, đấy là loại đầu tiên. Loại thứ hai thì mình thấy rằng không quá là phổ biến, đó là mặc dù in 36M hoặc là như nào đấy, nhưng họ in rất là rõ cái ngày sẽ hết hạn. Mình không biết là như thế nào, nhưng họ in ở đây là ngày sẽ không thể sử dụng, hết quá ngày đấy là sẽ không thể sử dụng được. Mà đây là Amat Club de Nuit Intense. Các anh em có thể thấy rằng ở trên hộp người ta đã in rất là rõ, đó là đến tháng 6 2022. Các anh em có thấy không? Ok, đến tháng 6 2022 là dự kiến là bay màu. Mình không biết là có đúng hay không. Có nghĩa là bắt đầu mình mua chai nước hoa này theo như cái bát này của mình là 2017 này. Đó, 2017 và đến 2022 là sẽ hết theo như ở trên hộp. Đó, mặc dù trên hộp là họ cũng ghi là 36 tháng. Đó. Và loại thứ ba đó là một số nhà nước hoa họ không có cái biểu tượng là sản phẩm sử dụng ổn định sau khi mà đã mở hộp. Mà đây mình thấy là Dior, là Guerlain, Chanel, Hermès. Mình thấy một vài những cái sản phẩm mình có ở trong tay đều không in cái biểu tượng đấy. Ví dụ như là của Dior Sauvage nhá, các anh em nhìn nhá, không hề có. Không có. Hoặc là các anh em có thể tự check hộp của các anh em. Còn hộp của mình là mình không thấy có. Thì điều đó có thể mình không biết là tại sao mấy nhà nước hoa này, có thể là quan hệ rộng hay như thế nào, nhưng không có một cái thông tin hoặc là cái biểu tượng. Trong khi theo yêu cầu của EU, tất cả những sản phẩm mỹ phẩm bắt buộc phải có
cái hạn sử dụng hoặc là cái độ ổn định khi mà đã sử dụng mỹ phẩm. Thế nhưng đặc biệt là mình thấy là Chanel, Dior, Hermes, Guerlain không hề có. Đấy. Thế cho nên có khi các anh em muốn mà sử dụng trọn đời thì cứ vã mấy sản phẩm của nhà đấy qua đấy mà thôi. Đó. Thì câu cái điều mà quan trọng nhất ở đây mà mình muốn chia sẻ với các anh em đó là trong 36 tháng là người ta khuyến cáo sản phẩm sử dụng ổn định. Còn đối với nước hoa, cái việc mà sử dụng được lâu hay không nó phụ thuộc vào rất nhiều các anh em. Phụ thuộc ở đây là cái gì? Đó là chúng ta sẽ bảo quản trái hoa đó là như thế nào. Ví dụ như ở đây, các anh em có thể tìm trên Google bảo quản ở đây. Điều đầu tiên đó là tránh nắng trực tiếp, tránh độ ẩm, không để ở nơi nhiệt độ cao. Riêng ba cái đấy thôi thì chúng ta, nếu mà chúng ta đảm bảo đó thì một cái chai nước hoa sử dụng được 10 năm hoặc là hơn là cái chuyện hết sức bình thường. Thậm chí nếu như không may mà nó có một cái hư hại mùi thì mình nói rằng thế này này. Các anh em đừng nghĩ rằng hư mùi hoặc hỏng mùi đó là khi, có nghĩa là mùi nó biến một cách hoàn toàn, không phải là như thế. Hư mùi đây theo như mình ấy, đối với mình ấy thì nó sẽ chỉ bị mất một cái nốt mùi nào đấy mà thôi, còn về tổng thể nó sẽ vẫn là như thế. Thế nhưng có thể là khi mà mới xịt chúng ta sẽ cảm thấy là nó hơi lạ so với bình thường, nhưng sau đó cái dry down của nó thì nó sẽ vẫn là như thế, nhưng có thể là nó sẽ bị hơi bị thiếu mất một cái gì đấy, chứ không phải đang là từ một cái mùi như một con thiên nga và sau một cái khoảng thời gian 10 năm lúc đấy bắt đầu nó hết hạn rồi thì nó lại sẽ giống như một con quả xấu xí thì không phải. Đó. Nói tóm lại, chai nước hoa có thể sử dụng lâu hay không nó phụ thuộc vào các anh em, chứ không phải là cái biểu tượng in ở trên hộp này, không phải là một cái biểu tượng 36 tháng như thế này nhá. Quan trọng là chúng ta, nếu như chúng ta biết bảo quản tốt thì cứ việc xài mà thôi, không có vấn đề gì cả. 10 năm vẫn là cái chuyện hết sức bình thường. Ok. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến anh em cái câu trả lời của mình, chai nước hoa sử dụng trong bao lâu. Mình rất hy vọng mọi người cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.